Xin chào bạn. Trong bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu về mô hình tạo động lực. Động lực thì nó đến từ hai nguồn. Một là đến từ bên ngoài, nó giống như là cây gậy và củ cà rốt trong quản trị. Thì cái động lực đến từ bên ngoài, tôi sẽ nói trong một video khác. Và trong video này, tôi sẽ nói về cái động lực từ bên trong hay là mô hình 2P. Cái P thứ nhất là pain. Sự đau đớn. Bạn phải kiếm tiền để vượt qua khó khăn, kiếm tiền để giúp cha mẹ xây nhà, kiếm tiền để giúp cho con cái có được sự học hành tốt hơn. Bạn già quá để làm việc này, bạn trẻ quá để làm việc này. Tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện. Có một vị tướng và một đoàn quân, khi đi qua một con sông rộng lớn, vị tướng này quan sát thấy các quân sĩ của mình có cảm giác sợ hãi, lo lắng. Vì khi qua sông sẽ có một cuộc chiến đẫm máu xảy ra, quân địch lại nhiều hơn gấp nhiều lần. Vị tướng thấy vậy, trong lòng nghĩ nếu như quân sĩ mà sợ hãi thì chiến đấu mang tư tưởng thoái lui và sẽ thất bại. Do đó khi quân sĩ qua sông hết, vị tướng này ra lệnh đốt hết thuyền. Như vậy không còn đường lui, và vị tướng này nói với quân sĩ: cuộc chiến này chúng ta bắt buộc phải thắng hoặc bỏ mạng bên dòng sông này. Thế là khí thế của quân sĩ lên cao, chỉ còn một con đường duy nhất là chiến thắng để bảo toàn tính mạng. Do đó khi bạn ở vào đường cùng hay sự đau đớn, bạn sẽ mạnh mẽ hơn bạn tưởng. Cái P thứ hai là pain, sự sung sướng, mong muốn. Bạn ước mơ có một cuộc sống đầy đủ, sung túc, giàu có, hạnh phúc. Do đó, bạn vẽ ra một số cụ thể mục tiêu lợi nhuận bạn muốn đạt được trong 1 năm, 2 năm, 5 năm. Bạn rèn luyện tài năng và kỹ năng trở nên xuất sắc. Bạn tin là bạn sẽ đạt được nó. Bạn hành động bất chấp nỗi sợ hãi. Bạn lập bảng tuyên bố và đọc tuyên bố hàng ngày. Ví dụ, lời tuyên bố như: tôi là bậc thầy bán hàng đột phá. Tôi thấu hiểu sản phẩm và dịch vụ của tôi. Tôi mang giá trị tuyệt vời đến cho khách hàng. Tôi tự tin, tôi xuất chúng, tôi đam mê, tôi bán hàng, tôi giúp đỡ khách hàng, giải quyết vấn đề của khách hàng và tôi không bao giờ bỏ cuộc. Tôi xứng đáng có doanh thu đột phá. Yes, yes, yes. Và bây giờ tôi muốn bạn có được sự tưởng tượng phong phú hơn để bạn khát khao hơn, bạn có động lực hơn. Bạn hãy nghe bài thiền về sự giàu có của thiền. Ngay bây giờ bạn sẽ chuyển sang bài học kế tiếp và làm theo hướng dẫn nào.